Xin chào mọi người, mình là Lan Hương, thạc sĩ giáo dục tại Đại học Southern Queensland, Úc. Ngày hôm nay thì Hương sẽ chia sẻ với mọi người về ba cách chơi một em bé từ 0 cho tới 4 tuổi sẽ chơi như thế nào. Và theo giáo sư Dr. Kenneth Rubin, thì ông là một nhà nghiên cứu và giáo sư tại Đại học Maryland đã có đề cập tới ba cách chơi của một em bé như sau. Đầu tiên sẽ là chơi có chủ đích và tên gọi tiếng Anh là functional play. Thứ hai, cách chơi thứ hai sẽ là chơi xây dựng và tên tiếng Anh là constructive play. Và cách chơi số 3 sẽ là chơi giả vờ, hoặc là mình gọi là chơi đóng vai thì tên gọi tiếng Anh là dramatic play. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách chơi đầu tiên, đó chính là functional play, chơi có chủ đích. Việc chơi có chủ đích của một em bé sẽ là một bước tiền đề đầu tiên kể từ khi con vừa mới sinh ra cho tới những năm tháng tiếp theo trong cuộc đời của mình. Thì con sẽ bắt đầu tìm hiểu về cái cách chơi này. Functional play, cách chơi có chủ đích sẽ là đầu tiên, cái cách chơi này sẽ thông qua tất cả những cái giác quan của một em bé và con sẽ tìm hiểu về một món đồ chơi cũng như tìm hiểu về thế giới xung quanh thông qua những giác quan của mình là senses. Ví dụ như khi con có một món đồ chơi là một trái banh ở đây thì con sẽ nhìn thấy nó và chúng ta có tên gọi tiếng Anh là vision. Hoặc khi mà con dùng tay và con đập đập thì con sẽ nghe thấy những cái âm thanh ví dụ như thế này. Và tiếp theo thì con sẽ có thể sờ và chạm vào bề mặt của món đồ vật đó. Ví dụ như nó thô ráp, sần sùi thì chúng ta sẽ gọi thuật ngữ tiếng Anh đó chính là sense, là con sẽ sờ và chạm như thế này. Và cuối cùng đối với một số món đồ chơi thì bé sẽ, thậm chí là bé sẽ ngửi cái mùi của cái món đồ chơi đó nữa. Và thực ra thì trái bóng này không có mùi gì cả. Thì đó là cách mà một em bé sẽ chơi functional play, đó chính là việc khám phá món đồ chơi thông qua những giác quan của mình. Và với vai trò là một người chăm sóc bé, là ba hoặc là mẹ, khi chúng ta cùng chơi với con thì ngoài việc để cho con có cơ hội được khám phá và tìm hiểu về một món đồ chơi như thế này, chúng ta cần phải tạo điều kiện cho con và giúp cho con biết rằng mục đích thật sự của một món đồ chơi là gì và chúng ta sẽ chơi như thế nào. Đó cũng là lý do tại sao khi Hương quan sát trong những khóa học của mình và trong cuộc sống xung quanh, có rất nhiều em bé sẽ có những món đồ chơi mới, nhưng thực sự khi mà mới bắt đầu cầm một món đồ chơi như thế này và con sẽ có thể là con nhìn, lúc mới đầu con sẽ tò mò, con sờ, con quan sát và sau đó thì con sẽ chỉ ném đi. Vậy điều đó có nghĩa là con chưa thật sự biết được mục đích chơi của một trái banh đó là như thế nào. Vậy thì ngay lúc này bố mẹ sẽ cùng quan sát con và sau đó chúng ta sẽ làm mẫu cho con. Đó là một trái banh, ví dụ như chúng ta có thể ném lên trên tường và khi chúng ta ném thì trái banh sẽ quay trở lại với mình, nó sẽ nảy lên. Và thế cứ như thế chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái động tác là ném trái banh vào tường và thế là trái banh sẽ nảy lại vào chỗ của chúng ta. Chắc chắn là em bé sẽ quan sát và ngay lúc này thì con đã học được những kỹ năng mới, con đã quan sát được cách chơi, con biết được cách chơi với một trái bóng là như thế nào và ngay sau đó thì con sẽ bắt chước bố mẹ. Vậy đó chính là phương thức mà chúng ta sẽ hướng dẫn cho con chơi có chủ đích. Hương sẽ nhắc lại, đó chính là mình giúp cho con một cách cơ bản là hiểu được cái món đồ chơi đó dùng để làm gì và chơi như thế nào. Hương lấy một ví dụ thứ hai, đó chính là một chú sâu đồ chơi. Chú sâu đồ chơi này rất là dễ mua, mọi người có thể mua trên các sàn thương mại điện tử ví dụ như là Shopee. Và có thể một em bé mới đầu, giống như là chính bản thân Hương, thì Hương thấy mình có một bé cháu mới 1 tuổi và khi mình giới thiệu món đồ chơi này thì con cũng không biết, tất nhiên là con sẽ không biết chơi như thế nào, con chỉ quan sát, con chỉ nhìn thôi. Và ngay lúc này sẽ là cơ hội để bố mẹ sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho con, thứ nhất là cách chơi, thứ hai là mình sẽ dùng ngôn ngữ, có thể là song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh để mình miêu tả cho con. Ví dụ như là chú sâu đồ chơi này sẽ có hai cái mắt tròn như thế này, thật là bự ha, và chú sẽ có cái người của chú sẽ dài, và chú sâu có thể làm gì, mình sẽ chơi với chú sâu như thế nào. Chú sâu sẽ bò, rồi mình đưa thêm những từ vựng cho con, ví dụ như là bò lên trên đầu hoặc là bò xuống dưới người nè, bò lên trên cánh tay của con nè. Thì thông qua những cái việc miêu tả và cách chơi như thế thì con sẽ biết được lên trên là từ gì, rồi xuống dưới là từ gì, hay là bò trên cánh tay thì cánh tay từ tiếng Anh là gì, arm.
are. Bạn xô bò lên chân nè, rồi bây giờ bạn xô bò xuống đất nha. Bò xuống đất, bò xuống đất. Bây giờ bạn xô bò qua người mở nè, bò lên tay nha. Bò lên, bò lên, bò lên đầu nè, bò lên đầu nha. Bò lên. Ô, bạn xô trên đầu mở rồi, bây giờ bò xuống nè. Bò xuống, bò xuống, bò xuống. Bò xuống tay nha. Bò xuống, bò xuống, bò xuống. Rồi bạn đó, mình cứ liên tục mình miêu tả cho con, và thế là con biết được từ vựng nè, con biết được thêm cả những cái giới từ chỉ về không gian như là phía trên hay là phía dưới hay là lan sang tay trái hoặc là sang tay phải, và từ đó con sẽ học được rất là nhiều thứ. Và khi con quan sát bố mẹ như vậy thì con liên tục được nghe ngôn ngữ lặp đi lặp lại, và đó chính là cách mà con sẽ tiếp nhận ngôn ngữ thông qua những hoạt động chơi, thông qua việc được giao tiếp trực tiếp một cách rất là vui vẻ với bố mẹ thông qua những cái bạn món đồ chơi như thế này.